Xin chào tất cả các anh. Đây là một chiếc đồng hồ tạ khúc. Đó, một sản phẩm đến từ Đức. Cái tạ lê và cái tạ khúc ở thị trường Việt Nam của chúng ta thì đa phần từ có xuất xứ từ Hà Lan và từ Đức. Tuy nhiên thì Hà Lan sẽ chiếm phần đa. Cái tạ khúc và cái tạ lê này nó mang cũng rất là nhiều cái hình dáng mẫu mã khác nhau, nên là các anh có một cái sự lựa chọn nó cũng rất là thoải mái. Thì tạ khúc bởi vì nó có những cái tạ như thế này, các anh thấy này, nó hình dáng nó cứ khúc khúc như thế này thì gọi là tạ khúc. Còn tạ lê thì nó tròn, và cái hình dáng của cái đồng hồ thì nó sẽ ngắn hơn, nó phù hợp với cái đồng hồ. Nó hình dáng tạ thì nó giống như những trái táo, trái lê, nên là chúng ta quen gọi nó là đồng hồ tạ lê. Ở đây là cái đồng hồ tạ khúc của em, cái này mới về em đang theo dõi, chưa có lau dầu với anh nhé. Này em thấy máy nó còn mới quá nên em châm dầu để chạy thử xem nó hoạt động thế nào, mà thấy nó cũng không được ổn cho lắm. Nó chạy được khoảng 2 phút là nó đứng rồi. Chắc nó kẹt cái bánh xe nào đó. Đây đây. Các anh thấy không? Còn nguyên cái lớp bụi tay ở trên cái chuông này. Cái này gọi là cái chuông các anh nhé. Em thì gọi là chuông. Người Bắc thì gọi là chuông bát, người Nam thì gọi là chuông chén. Bát là bát ăn cơm. Đó. Em mình quen gọi là chuông. Cái này nó đánh bing bong bởi vì nó có hai chuông các anh. Có hai chuông này. Thử chuông cho các anh nghe. Mười hai giờ điểm, 12 tiếng chuông. Về cái cấu tạo hoạt động của những chiếc đồng hồ tạ này thì nó cũng tương đối giống những chiếc đồng hồ côn, duy nó chỉ khác nhau một chút xíu về cái phần lực tác động trong cái đồng hồ. Thì ở đây các anh thấy cái lực này nó chính là cái lực kéo xuống của cái quả tạ này. Cái quả tạ này các anh nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó rất là nặng. Tùy vào từng dòng đồng hồ, có những cái dòng thì bên trong nó bằng chì, bằng gang hoặc là bằng sắt, tùy loại. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì đa phần là em thấy người ta sử dụng bằng sắt. Người ta mua cái vỏ này về, mua cái vỏ này về, sau đó là người ta đúc sắt, người ta bỏ vào. Đó, các anh thấy cái này, chắc là nó bằng chì đây, khá là nặng. Nó phải có một cái trọng lượng nặng như vậy thì nó mới kéo cái hệ thống bánh xe này chuyển động được anh này. Đó, đây này, các anh thấy cái sợi xích nó được quàng vào đây. Đó, nó có những cái mắt như thế này. Nó tạo cái sự ma sát. Khi cái quả tạ nó kéo xuống thì cái hệ bánh xe nó chuyển động và nó làm cho các cái bánh xe còn lại nó chuyển động theo. Thì đối với bên chuông nó cũng như vậy thôi. Đó, tạ là nó cả bên giờ và bên chuông thì nó đều sử dụng tạ hết, chứ không thể một bên côn một bên tạ được. Và đối với đồng hồ côn thì cũng thế. Đã côn là côn hết, tạ là tạ hết. Các anh thấy này. Đối với đồng hồ côn thì nó sử dụng cái lực đẩy ra, tức là cái lực xả ra của cái ổ cót, nó tạo cái chuyển động cho các cái hệ bánh xe. Ở đây các anh thấy nó bằng cái lực kéo xuống của cái quả tạ. Nên là khi quả tạ của chúng ta hết thì các anh nắm cái sợi dây còn lại đây. Đây, cái này là một sợi dây này. Các anh kéo cái quả tạ nó lên. Đó. Đó. Nó được hãm bởi một cái vòng nha các anh, để chúng ta không kéo tạ nó lên sát trên này quá. Thì khi máy tạ nó hạ xuống cái mức thấp nhất này thì các anh chỉ việc kéo cái sợi xích này lên thôi. Chúng ta làm nó nhẹ nhàng thôi. Chiếc này có xuất xứ từ Đức.
Do đó là các anh nhìn cái mặt số của nó cũng mang hình dáng của một cái bức tranh đồng quê. Và mặt số La Mã. Về cái phần mặt số này thì cũng còn khá là đẹp. Các cái họa tiết ở đây được vẽ bằng tay. Các anh nhìn thấy nó còn có một cái màu sắc rất là đặc trưng. Đó. Thì đồng hồ chúng ta nó có đẹp hay không nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái mặt số này. Cái vỏ đồng hồ của các anh nó có đẹp đi chăng nữa, nhưng mà cái mặt số của chúng ta nó có cái vấn đề ở bên trong chảy xước hay là bị dập thì nó cũng làm mất cái giá trị của đồng hồ đi đáng kể. Nên là các anh chọn đồng hồ thì cũng nên có một cái nhìn toàn diện từ bên trong đến bên ngoài. Đây là một số các cái phụ kiện vỏ của cái đồng hồ. Cái này là cái vỏ rời, nhà sản xuất người ta làm rời ra như thế này, khi chúng ta vận chuyển hay là treo đồng hồ lên thì nó sẽ dễ thuận tiện hơn. Này là cái đuôi của anh nhé, cái này bằng gỗ bô. Cái này thì nó hơi tối màu, với em thì nó hơi tối màu, cái này chắc phải xử lý lại, phải xử lý lại cho nó sáng hơn một chút. Khi treo vào trong những cái ngôi nhà hiện đại thì các anh thấy cái đồng hồ nó sẽ được tôn lên rất là nhiều. Còn những cái anh mà thích chơi cái màu cổ thì chúng ta không cần xử lý cũng được, chỉ cần vệ sinh bằng một số các cái chai chuyên dụng để làm bóng gỗ đó, các anh xử lý lại. Còn trường hợp như mà chúng ta muốn nó có một cái màu nó sáng hơn một chút thì nó đòi hỏi cái thời gian nó cũng phải làm nó cẩn thận hơn. Cái quả lắc nó đứng rồi các anh này, nó chỉ chạy được khoảng phút 2 phút là nó đứng rồi. Này ngựa thì em đã chỉnh hết cỡ rồi đó. Có một cái video em có hướng dẫn cho các anh cái cách chỉnh ngựa, nhưng mà đó chỉ là một cách thôi các anh ạ. Và cái cách đó thì chúng ta khắc phục khi mà cái đồng hồ chúng ta di chuyển đi, đặc biệt là khi mà gửi đến tay các anh ạ, trong cái quá trình vận chuyển thì cái ngựa nó sẽ bị xê dịch thì chúng ta chỉnh qua trái hoặc qua phải. Còn tuy nhiên mà khi lau dầu đó, các anh phải biết chỉnh ngựa nữa. Nó có một cái cách chỉnh nữa, đó chính là khi mà chúng ta hạ cái bát để giữ cái trục ngựa phía sau đây này. Đó, nó có một cái sự dao động lên hoặc xuống. Chúng ta mà để nó thấp xuống quá thì cái ngựa nó cũng ngừng hoạt động. Hoặc là để cao quá thì cái bánh xe này nó cứ chạy đi tuồn tuột thôi. Nó không có theo cái sự lập trình của nhà sản xuất. Do đó là cái cách chỉnh ngựa này thì nó sẽ còn một cái cách nữa. Thì ít nữa lau dầu cái đồng hồ này em sẽ hướng dẫn cụ thể các anh hơn đó. Còn bây giờ thì em đang để chạy thử thôi. Em thấy máy nó còn khá là mới nên là châm dầu để cho nó hoạt động thử, nhưng mà thấy cũng không được ổn cho lắm. Đa phần các cái dòng đồng hồ cổ mà về đến Việt Nam chúng ta thì các anh đều phải xử lý lại hết. Không có một chiếc đồng hồ nào mà các anh bảo mua từ bên kia về mà nó hoạt động hoàn hảo. Cái đó có chứ không phải là không có, nhưng mà rất là ít. Và cái vấn đề mà chúng ta phải xử lý lại nữa đó chính là cái phần bụi bẩn ở bên trong. Nên là các anh phải có cái thời gian để căn chỉnh cũng như là lau dầu cho nó sạch sẽ thì mới giao ra thị trường được. Chứ để như thế này thì nay nó đứng mai nó hư thì bảo trì bảo hành cho các anh thì cũng sẽ rất là mệt mỏi. Và người chơi thì nó cũng rất là nản. Cuộc chơi nó sẽ bị gián đoạn, đó là cái việc mà căn chỉnh đồng hồ nó cũng phải cẩn thận một chút. Đồng hồ này loại này size nhỏ các anh nhá. Này kích thước của nó khoảng 75. Cả phù điêu đồ lên nữa thì chắc nó khoảng 80, em chưa đo chính xác nữa tại cũng mới về. Mặt số là mặt số La Mã. Các anh nhìn cái mặt này còn rất là đẹp, màu sắc rồi các cái đường vẽ nó còn rõ ràng. Đó, đây là cái mặt trăng sao. Kích thước cũng như là mẫu mã của các cái dòng đồng hồ tạ lê cũng như là đồng hồ tạ khúc này nó rất là nhiều loại. Nên là các anh rất là thoải mái trong cái việc lựa chọn cho mình một chiếc đồng hồ ưng ý. Đó, lắc nó có hiện tượng nó đứng rồi đó các anh. Đó, nó yếu dần đó. Cái này chắc nó bị kẹt cái bánh xe rồi đó. Chạy nó không được chuẩn cho lắm.
cái đồng hồ mà nó có cái mặt trăng sao này nè các anh, nó ngoài cái hệ chuyển động của cái bánh xe bên trong này thì bên ngoài cái vách đằng trước máy đây nó còn có một cái hệ chuyển động nữa để nó chuyển động cái phần mặt trăng sao này. Do đó là một trong những cái bánh xe bên trong hoặc bên ngoài nó không được tra dầu mỡ hoặc là nó bị một cái tình trạng nào đó thì nó cũng có thể kéo theo cái việc cái vấn đề hoạt động của đồng hồ nó sẽ không được ổn. Cái này em theo dõi từ hôm qua nhưng mà cũng chưa được. Cái này phải lau dầu lại hết các anh ạ. Lau dầu căn chỉnh và khắc phục những cái vấn đề của đồng hồ đang xảy ra. Em vừa nói với các anh rồi, tất cả các cái đồng hồ về Việt Nam đều phải xử lý lại hết. Không có một cái đồng hồ nào mà tự tin mà để nguyên mà giao cho các anh được. Một chút về cái vấn đề đồng hồ tạ cũng như là đồng hồ tạ lê cũng như đồng hồ tạ khúc cho các anh nắm vậy thôi. Và các anh xem video của em thì các anh nhớ nhấn vào cái nút đăng ký trên cái logo bên góc trái của màn hình đây. Hoặc là các anh có thể xem các cái video tiếp theo bên góc phải này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh.